cầu Bình Triệu về. À, đây là cầu mới đây. Cầu trong lòng chợ thì nó cũng vắng, và đặc biệt một cái đa số là bạn trẻ thôi. Là có những cái dọc mà những cái dãy quán cà phê, quán nhậu. Quán nhậu nè. Mát lắm anh gì. Và đây là cầu kinh. Và xin đi đoàn thân ái mến chào anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại anh chị trên kênh Xin đi đoàn. Tối hôm nay vào lúc 19:20, Xin đi đang đứng ở quốc lộ 13, gần cầu Bình Triệu. Trước mặt anh chị đó là con đường ray. Bên phải là chúng ta đi về cầu sắt Bình Lợi. Bên trái thì có con đường Kha Phạm Cân, ngày xưa mang tên là Nguyễn Chi Phương để về chợ Thủ Đức. Nhưng ngày hôm nay thì nó có một cái quốc lộ rất là lớn. Nó nối giữa phi trường Tân Sơn Nhất đi dài về chợ Thủ Đức, rồi về với lại cầu Quá An ở Biên Hòa luôn anh chị, rất là tiện lợi. Và với video clip này, Xin Y muốn gửi anh chị, chúng ta hãy cùng ngắm nhìn lại buổi tối ở bán đảo Thanh Đa như thế nào anh chị ha. Anh chị cũng thắc mắc ban ngày thì những con đường, những cái dãy cư xá, nhưng mà buổi tối cái không khí nó như thế nào. Và Xin Y cũng rất là vui thực hiện các clip này để gửi anh chị và các bạn. Bây giờ chúng ta đi lên cầu Bình Triệu nha anh chị, rồi sau đó chúng ta tìm đường để vào bán đảo Thanh Đa. Thời tiết Sài Gòn thì buổi chiều nay cũng chuyển cơn nhưng mà không mưa. Cũng rất là may mắn, nhưng trời nó cũng còn oi bức anh chị. Anh chị cũng biết là bán đảo Thanh Đa là một cái nơi rất là mát mẻ, được bao bọc bởi dòng sông Sài Gòn, những làn gió mát, những rặng dừa nước, những dãy cư xá trầm mặc. Và Xin Y sẽ cùng mời đó đi qua đường rầy, rồi chúng ta sẽ về cầu Bình Triệu nha anh chị ha. Ở trên là con đường quốc lộ đó, có tên là Phạm Văn Đồng. Mỗi lần mà Xin Y đi Biên Hòa là Xin Y cũng đi đường này, từ phi trường Tân Sơn Nhất rồi đi về cầu Quá An, cầu mới đó. Rồi bây giờ là chúng ta cùng lên cầu Bình Triệu nha anh chị ha. Bây giờ thì nó có hai cây cầu, cầu cũ và cầu mới. Thì đối với cầu cũ thì được xây dựng năm 1973, và cầu mới thì 2002. Và nơi đây thì có bến xe Miền Đông. Hồi xưa ở đây là phức tạp lắm nè anh chị, khu vực này nè, mỗi lần đi là đi ngang là hút sáo, nút chuột. Tại vì sao Xin Y biết rành khu vực này? Lý do là ngày xưa Xin Y cũng ở trọ ở ngay chỗ nhà thờ Fatima anh chị, thì ở trọ đó khoảng là 2-3 năm đó. 2-3 năm ở đó nên cũng rành khu vực này. Cứ mỗi lần tối đi chơi là cũng về, một là đi về gia đình rồi về cầu Bình Lợi, hai là đi con đường này về cầu Bình Triệu về. Đây là cầu mới đây, cầu cũ mé bên trái. Bến xe Miền Đông năm 1983, từ bến xe Bê Túc Ký Lê Hồng Phong bây giờ đó ở quận 5 chuyển về đây. Và trong tương lai nữa thì bến xe Miền Đông sẽ chuyển về trên ngay chỗ gần Tân Vạn luôn anh chị. Nó rất là xa, nhưng mà hiện tại thì bà con cũng rất là khó khăn trong cái việc đi ra bến xe mới, người ta chỉ thích bến xe ở đây thôi, nó gần. Còn đi ra ngoài kia thì nào là xe bus đi như thế nào cũng rất là khó. Hy vọng được cái tuyến metro Bến Thành Suối Tiên được mở ra thì cái việc bà con đi lại nó dễ dàng hơn. Chứ bây giờ là bến xe Miền Đông mới gần Tư Vạn Suối Tiên nó vắng lắm, nó suốt gần gần ngay chỗ Tân Vạn, ngã ba Tân Vạn luôn mà.
Rồi, Sunny thay vì chạy về bến xe miền Đông, ở đây thì hình như mình quẹo đường nè anh chị, quẹo dưới già cầu để mình về với lại bán đảo Thanh Đa. Vòng, ngày hồi xưa ở đây nào có cái hãng nước mắm Liên Thành nè anh chị, bây giờ nước mắm Liên Thành thì đâu còn nữa, nó dời ra ngay chỗ bên cái dòng sông Sài Gòn, cái hướng là Thủ Đức á, quận Thủ Đức đó. Thì đối với bán đảo Thanh Đa này được nối lại đất liền, chỉ có cây cầu kênh và có một cái chuyến đò ngang ở cuối ngay chỗ Bình Quế để qua chợ Thủ Đức. Ở đây là chúng ta đi dòng dưới dạ cầu, thì ở đây nó trở thành một cái công viên, buổi tối bà con rồi ra đây tập thể dục ngồi hóng mát. Nói chứ ngày xưa mà được đi ra Thanh Đa uống cà phê vào những buổi chiều sướng lắm, nó thơ mộng làm sao á. Chúng ta có thể là ghé quán Sông Trăng, quán Gió, dòng sông Xanh, quán DS, có thể ngắm để khoan để xin đi quẹo coi. Ok, quẹo đây, có thể ngắm hoàng hôn ở quán DS và cũng có thể ngắm bình minh ở quán Sông Trăng với những cái dãy chung cư lô số và lô chữ. Ngày xưa đó thì cũng chia sẻ với anh chị, mé bên trái này là có một cái dãy nhà, chứ nó không phải có công viên giống vậy đâu anh chị. Nhưng mà sau đó thì cũng đã làm lại công viên, buổi tối bà con ra đây vui chơi, ngắm dòng sông Sài Gòn, ngắm cầu Bình Triệu về đêm. Và trên con đường này đó thì có nhà thờ Thanh Đa, vào những buổi chiều hoặc là những buổi sáng, chuông nhà thờ, tiếng ngân vang của chuông nhà thờ xua tan ánh bình minh ha. Bà con cũng giáo dân cũng đi lễ đó, bây giờ anh chị thấy hoàn toàn khác lạ. Cái khu vực này là Sunny cũng ở trọ, thì ở đây là một cái dãy quán cà phê, rồi có game, internet và một cái chợ dọc bên đây, và phía sau là cái nhà sàn, bên kia cũng vậy, bên kia Thanh Đa, bên kia sông cũng vậy. Rành lắm, khu vực này trên đây rành lắm, đóng đô luôn mà. Đó, bên phải là nhà thờ nè anh chị, nhà thờ Thanh Đa. Tại vì sao xin đi rành khu vực này? Ngày xưa đó anh chị cũng biết, tất cả khi mà đi học mà lên Sài Gòn thường thường là phải ở gần bến xe. Những ngày nghỉ đó chỉ cần coi như là bước vài bước, đi bộ vài bước thôi là sẽ ra bến xe rồi về Vũng Tàu, về quê. Còn đối với ở miền Tây thì ở Phú Lâm chẳng hạn, cho nó gần. Ở đây là quán, quá trời quán nha, ẩm thực, bún thái, quán ăn, quán nhậu lên kênh hết. Một điều cũng lạ anh chị, khi mà đi đâu thì cũng gặp người dân than làm ăn khó khăn, nhưng mà cứ mỗi buổi tối thì cái quán nào, quán ốc nào, quán nhậu nào cũng đông hết. Có thể là người ta nhậu để cho nó hết buồn, chia sẻ một nỗi buồn nào đó. Rồi chúng ta quẹo nha anh chị ha. Đây là cầu kinh nè, cầu kinh cũng được làm mới, ngày xưa nhỏ xíu chứ đâu có dạng như thế này anh chị. Và con đường phía trước mặt anh chị cũng được mở rộng vào 2002. Bây giờ rộng lắm. Nếu mà chúng ta đi thẳng là chúng ta về với Hàng Xanh. Sunny sẽ tới kia, Sunny sẽ quẹo lại, bọc lên cầu kênh.
Đấy, con đường anh chị thấy con đường rộng không? À, ngày xưa con đường này nhỏ lắm, khi mà mở thì ôi thôi, làm lâu ơi là lâu, nó lầy lội, nhưng mà bây giờ thì nó sẽ có một con đường chúng ta đi thoải mái. Rồi. Khi mà ở đây đó thì Cindy thường thường khám phá vào những ngày nghỉ cuối tuần, đạp xe đạp đi tận vào Bình Quế, nó có những cái ao sen mà hoang, thế là mình câu cá, cá sặc, cá rô, vân vân, rồi về chế biến kho tộ. Tại lúc đó thì tiền cũng không có, chỉ có gạo thôi, có bếp ga, có nồi, có gạo, nước mắm, đường, muối thôi. Thế là cuối tuần cứ vô đây đi câu cá, về kho một nồi cá kho tộ, cho tí tiêu, tí ớt, tí hành nữa, thấy kho rặt lại cho thật mặn để ăn cơm. Hồi xưa thì vất vả ăn kho giống như là tưởng tượng như cá rô cây vậy anh chị. Liếm liếm cái cho nó mặn mặn, thế là lùa cơm đây. Còn rau muống đó thì trong quá trình đi câu cá thì có những cái rau muống mọc ở ao nó sạch lắm chị, những đọt non đó là mình cũng hái, hái nào mà về nó làm gỏi hay là tàu tỏi hay là luộc chấm nước mắm, nước mắm mặn. Rồi chúng ta đã qua cầu kênh và anh chị thấy một cái không khí nhà nhà đều buôn bán. Ở đây thì có cái món rất là ngon, rất là nổi tiếng, nó có thể nói là một cái món ăn đặc sản của Thanh Đa, là cháo vịt Thanh Đa, gỏi cháo vịt Thanh Đa. Đây nhiều quán lắm, cơm tấm, bún riêu, bún bò, thôi thôi bán đủ thứ hết. Chúng ta sẽ đi vào những cái dãy cư xá, đi vào chợ coi buổi tối như thế nào. Chảo vịt thu Nga gốc, rồi cháo vịt Thanh Đa gốc nhà lá, rồi thôi đủ thứ hết. Vịt mà vịt luộc đó anh chị, chấm với nấm nước mắm gừng, trời ơi, nó ngon là sao đó. Bây giờ mình quẹo phải chị, đi thẳng thì chúng ta vào Bình Quế. Xin đi một thời gian thì cũng uống cà phê, có quán cà phê trong cái hẻm của cái khu vực La San Mai Thôn anh chị, tuốt bên trong, giờ cái quán cà phê đó không còn nữa. Rồi uống quán cà phê ở đây nhiều lắm, dòng sông xanh, quán gió, quán DS, quán sông trăng, cái hướng này đi quán sông trăng nè. Và Sunny cũng đi đảo một vòng chợ nha, buổi tối để chia sẻ với anh chị. Đi vào đây thì chúng ta không có đi vào những cái chợ đêm nha, tiếc lắm. Thì đối với cái chợ ngày hôm nay thì anh chị cũng biết thì nó vắng vẻ lắm, nó không có đông giống như ngày xưa. Người ta bán trên con đường này ban ngày, bán đây trên con đường này, trong lòng chợ thì nó cũng vắng. Và đặc biệt một cái là thời trang, mà nhiều người ta vẫn buôn bán thời trang. Thời điểm này thì buôn bán quần áo thì cũng rất là khó. Chắc có thể là thời trang là một cái mặt hàng dễ bán, dễ buôn bán. Không cần phải, ví dụ như bán những thứ khác mình phải có kinh nghiệm, nhưng bán thời trang thì có con mắt thẩm mỹ thôi là được. Đó, bán là đổ son ra, bây giờ quần áo giờ rẻ lắm, rẻ bèo béo béo luôn đó. Chúng ta cứ đi dọc dọc ở đây để chúng ta nhìn ngó anh chị ha. Buổi tối, chiều tối này vẫn còn buôn bán thức ăn cho những người ta đi làm về anh chị, người ta mua. Đó, buôn bán trái cây, thức ăn đó.
còn buôn bán đó, những chiếc xe. Xe mày hết chưa, xe trứng không bỉ hay đó. À, bên đây là lô mé trái là lô E nè. Bên đây là lô chữ, còn mé bên cái hướng cầu Bình Triệu là lô số. Một lát Sunny sẽ đi lô số luôn anh chị. À, tất nhiên là Sunny cũng không có chia sẻ là lô mấy. Để anh chị đi, anh chị biết. Đối với những cái dãy chung cư này bây giờ thì nó thấp dưới đất rồi, tại cái đường nó nâng lên. Mà nghe bà con nói anh chị, ở đây cái chung cư này chắc lắm nha anh chị ha, chắc lắm. Khoan là coi như là nẹt lửa luôn á, khoan mà bắt cái này bắt cái kia nẹt lửa luôn á. Thì đây là nguyên một cái dãy quán nhậu nè anh chị thấy không, quán nhậu. Quán nhậu mà cũng vắng khách lắm anh chị, không phải là đông đâu. Thấy bàn ghế không mà không có một cái để chia. Đứng đây để chia sẻ với anh chị. Ngày xưa mà lúc mà còn kinh tế nó ổn định như đó, anh chị thấy đó, quán chỉ có 2 người nè đó, anh chị thấy không, bàn ghế mà trống trơn à. Thôi chúng ta đi tiếp nha anh chị. Quán lẩu, quán ốc. Buôn bán thì nó vậy, có lúc này lúc kia. Quán vắng quá. Chung cư này thì bà con có cái dịch vụ gửi xe, bà con cứ để ở ngoài thôi. Đó, bàn ở đây có một bàn, quán ăn gia đình chỉ có một bàn thôi. Vắng quá, buồn chứ, buồn cho bà con. Thì ở đây có một cái bờ kè, ở đây chúng ta cũng nhìn qua cái khu vực cầu Sài Gòn. Thì các bạn trẻ thì cũng ra đây hóng gió, uống cà phê, ăn hột vịt lộn, bò bía. Đó. Quán đồng, đồng ra anh chị. Đa số là bạn trẻ thôi. Hy vọng là anh chị sẽ thấy những cái hình ảnh này anh chị ha, nhưng mà nó cũng vắng lắm. Đây là quán cà phê không. Quán cà phê DS nè, quán cà phê DS nè, đó men theo bờ kè thì ghế, bàn ghế. Giờ chúng ta đi xuyên qua một cái cư xá để coi cái cư xá buổi tối như thế nào nha anh chị ha. Ở ngoài kia thì có cái view ăn uống, còn ở đây là nhà, chỉ nhà người ta ở thôi. Không biết anh chị như thế nào chứ mà xin y thấy cư xá này cái sống thanh bình lắm anh chị. Không biết là người dân cũ còn sống hay không, hay là cũng sang tiệm rồi. Cái sống họ sống thanh bình lắm, hiền hòa thanh bình lắm. Hệ thống cây xanh công viên nó được quy hoạch rõ ràng. Rồi mình đi ra, bây giờ thì xin y sẽ mời anh chị chúng ta qua cái khu vực lô số nha anh chị. Đối với dòng sông Sài Gòn, ngắm sông cái view đó thì đa số bạn trẻ thôi.
Còn đây là quán nhậu cũng không có đông, mình quẹo vô mình cũng muốn khám phá một cái dãy buổi tối của bà con buôn bán ở như thế nào, có kinh doanh gì hay không. Nói chung là những cái kinh doanh nhỏ thôi, như may vá, làm nail, ớt tóc. Quán cà phê, cốc cốc nhỏ nhỏ. Đây đi ra cái khu, dòng sông Sài Gòn ta. Mình quẹo lại gì, cũng là quán cà phê thôi. Cái trái là dòng sông Sài Gòn, một cái bờ kè đó. Ở đây một có cái hẻm để mình ăn thông qua. Ăn cái hẻm ăn thông qua một cái lô khác. Thôi tối ôm ôm à. Tối lắm. Bà con thì cũng ở coi như nghỉ ngơi thôi, chứ cũng không có kinh doanh gì nhiều. Cái nền nó cũng sâu dưới đất rồi anh chị, lúng dưới thấp mà, chứ ngày xưa đường nhựa đâu có cao gì đâu. Rồi bây giờ thì chúng ta quay lại con đường chính nha anh chị ha, để chúng ta qua lô số. Thấy cũng nhộn nhịp vậy đó, nhưng mà khách cũng vắng lắm anh chị. Rồi, mé trái là cầu Kinh, bên phải là chúng ta về Bình Quới. Một thời gian mà Sinh đi ở trong khu vực này đó, vào đâu năm 2000-2001 thì phải, nhớ cũng rõ. Thì khu vực này nổi tiếng anh chị biết là gì không? Cà phê ôm. Thường cà phê ôm nó có một cái tín hiệu cũng rất là hay. Ở trước nó có mấy cây dừa. Rồi cây dừa thì không có đèn, đèn chớp. Cà phê ôm. Rồi ta quẹo qua đây. Thì để mà đi vào bên trong cư xá này đó, Thanh Đa này đó, có thể là ăn cháo vịt nè, bánh canh, bánh tráng phơi xương nè, bánh tráng chẳng bàn đó anh chị. Rồi thì chúng ta có thể là ra bến Bạch Đằng, mình sẽ đi bus xong rồi đi tới Thanh Đa. Rồi từ Thanh Đa đó thì chúng ta cũng có thể gọi taxi để chúng ta đi ăn uống, rồi sau đó đi bus xong về bến Bạch Đằng, cũng rẻ, không có mắc. Đối với cái giá vé bus xong anh chị ha, rẻ. Ở đây nó xuất hiện một cái chợ.
ở đây thì có một cái lô, không biết lô máy nào bị đập rồi anh chị, tại nó lâu năm quá rồi. Ở đây thì mình ra ngay chỗ bến sông nè. Sunny cảm giác mà khi mà đi vào đây thì nó không khí nó dịu, mát. Cuối tuần thì anh chị cũng có thể đi vào khu vực bán đảo Thanh Đa này chơi. Nó có những cái quán cà phê rất đẹp, đặc biệt là cái khu làng du lịch Bình Quới Thanh Đa. Anh chị cũng có thể lấy đi bus sông hoặc là đi xe taxi để mình đi vào đây mình vui chơi cả ngày. Làng du lịch Bình Quới thì nó thiết kế giống như cái miền Tây thu nhỏ anh chị, đống rơm, bãi cỏ, ao sen, những cái nhà lá. Đây là khu vực bến sông, chỉ chạy ban ngày thôi anh chị ha. Và ở đây thì đó, chúng ta ở đây có công viên. Ngày xưa là nguyên cái dãy này là quán cà phê, nhưng mà giờ nó trở thành một cái công viên rồi anh chị. Nhìn ra cầu Bình Triệu. Và ở đây là có những cái dọc mà những cái dãy quán cà phê, quán nhậu. Đó. Khi mà vào đây thì chúng ta cảm giác cái không khí nó không xô bồ anh chị ha, nó cũng nhẹ nhàng. Đây có công viên, cái quán cà phê DS là quán gọi là gì Sáu đó, quán đẹp lắm mà bây giờ thì giải tỏa rồi. Ở đây thì buôn bán cá viên chiên, ôi thôi bán đủ thứ. Đây là cái khu vực quán nhậu. Quán nhậu nè. Bây giờ chúng ta đi anh chị ha, đi về cầu Kinh. Súp cua, rau má, quán một cái công viên, nhận lô chung cư, cư xá. Xe ngồi vực nước anh ơi. Và đây là chúng ta về cầu Kinh nha anh chị ha. Hồi xưa bên phải đây là một cái dãy quán cà phê, nó có những cái dãy quán cà phê cây dừa đèn với nhiều màu sắc chớp chớp đó anh chị, nguyên một dọc đây. Anh chị biết là cà phê đó là cà phê gì rồi. Rất là sợ, hồi xưa là coi như là thanh niên nheo nhẹo, trai tơ mới lớn nheo nhẹo không biết gì hết, sợ lắm. Bây giờ vẫn còn sợ anh chị, sợ má la. Dọc đây là quán, mọi người về đây. Nói chứ bữa nay không mưa thì bà con buôn bán được, chứ mưa thì thôi, khu này là sông phiên, làm sao buôn bán được đây. Mưa gió. Và ở đây thì ở đây có một cái trường học, trường học mang tên là Cù Chính Lan anh chị ha. Cù Chính Lan đây bên phải trường học Thanh Đa là cái hướng ngoài kia. Chúng bình yên anh chị ha. Nói chứ cái cư xá Thanh Đa này cũng nghe nói là nó cũng xuống cấp, tất nhiên thời gian đâu có gì và còn vĩnh cửu hết anh chị, thì không biết là như thế nào. Ví dụ như sửa chữa trùng tu lại thì đỡ, mà không cho xây sửa sau này thì không biết như thế nào. Đó là những cái dự án thì Sunny cũng rành đâu.
chứ mỗi lần mà ở cái chung cư cũ sợ lắm. Thay đổi cái là nó làm xáo trộn cuộc sống của mình đó. Rồi tới đây mình quẹo đi thẳng ra ngay chỗ gỏi gỏi cháo vịt Thanh Đa. Tự nhiên nghe nói tự nhiên thèm quá ta, buổi tối là mà ăn vịt thì nó sợ, ngày là chắc mua rồi. Luộc anh chặt chặt nhỏ nhỏ thì ha, rồi chấm nhẹ lại nước mắm gừng nữa. Nó trời nó ngon, trời ngon bật cố luôn á. Đây trước mặt anh gì đó là cầu kinh. Và Sunny cũng rất là vui cập nhật được hình ảnh buổi tối của khu vực Thanh Đa. Nói chung là Thanh Đa rất là nhẹ nhàng, một cái chốn bình yên để về. Rất là không khí rất là mát mẻ anh chị. Và khi mà vô đây vào đây đó thì chúng ta không có thấy một cái không khí xô bồ xô bồn, nó cứ nhẹ nhàng lững lờ trôi, giống như là lục bình trôi trên một dòng sông Sài Gòn vậy đó. Nó mát, mát lắm anh chị. Và đây là cầu kinh. Và Sunny cũng gửi lời kính chúc cô chú anh chị luôn vui khỏe nha. Rất là vui được chở cô chú anh chị đi vòng vòng để chúng ta thăm lại mảnh đất cư xá Thanh Đa, bán đảo Thanh Đa ngày ấy và bây giờ ra sao. Rồi, Sunny thân ái mến chào, hẹn gặp lại trong những video clip sau. Bye bye, hẹn gặp lại.